và các bạn thân mến. Hiện mình đang ở trên quốc lộ 80 nha. À, hướng trước mặt chúng ta là ngã năm Vàm Cống thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn buổi chợ sáng ngày 29 Tết tại chợ Hoa Vàm Cống nha. Đây, hướng trước mặt là đi về thị trấn Lấp Vò, Sa Đéc đó các bạn. Và đây là quốc lộ 80 nha. Và trước mặt chúng ta là bến xe Vàm Cống và là chợ Vàm Cống luôn nha. Đây, sáng nay 29 Tết nha các bạn. Chợ Vàm Cống thì thuộc xã Bình Thành, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao luôn nha. Và chợ Vàm Cống là đạt chuẩn chợ nông thôn mới luôn. Đây, cổng để đi vào chợ luôn nè. Đó, trước sân chợ thì có một cái cổng nha. Xã Bình Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, chợ Vàm Cống đạt chuẩn chợ mới nông thôn, nông thôn mới đạt chuẩn chợ nông thôn mới nha. Đó. Đây, và trước mặt chúng ta là chợ Vàm Cống đó, phía trong đó là lòng chợ đó nha các bạn. Đây, và ngày thường thì cái chỗ mà các bạn đang nhìn thấy là hoa sân đó là bến xe Vàm Cống nha. Đây thì ngoài quốc lộ thì có bến xe buýt Phương Trang đi từ lộ Tẻ đến Sa Đéc. Rồi bây giờ mời các bạn vào tham quan chợ hoa ngày Tết tại chợ Vàm Cống nha. Ngày 29 Tết. Đối diện là Bách Hóa Xanh nha, rồi nhà thuốc Long Châu. Và đây là một con đường đi vào chợ. Và phía bên tay phải cũng có một con đường rất là rộng luôn, đi vào chợ. Trước mặt chúng ta là bến xe Vàm Cống nha. Ngoài đó 80.000 một bó, 2 bó 100 ngàn. Chợ hoa Vàm Cống chủ yếu là bông vạn thọ vàng và đỏ và mai. Đây là mé ngoài đường thì giờ thấy có cúc, các loại cúc và cúc bông bi, cúc nhiều màu các bạn. Đây là hoa giấy, ớt, những chậu ớt, các loại bông bi rất là nhiều màu sắc. Hoa này các bạn thấy chân nó rất là lâu tàn nha, cái loại hoa bi này nè các bạn. Chậu vậy nhiêu vậy em? Chậu bông nhỏ 70.000 cặp các bạn. 70.000 cặp. Rồi bây giờ mời các bạn vào trong sân lớn nha, sân giữa. Hoa mai, bưởi, rồi cây cây này là cây cây vừng, mai, gốc to ha. Bông vạn thọ, bông to bự rất là đẹp luôn các bạn.
Hòn Nam Bộ. Đây là nhận làm Hòn Nam Bộ nha. Liên hệ điện thoại 038 235 4700. Đây, Hòn Nam Bộ mini cũng rất là to ha, rất là đẹp. Phía trước là một rừng mai luôn, chủ yếu là hoa vạn thọ màu vàng là nhiều các bạn. Sáng 29 Tết chợ Dầm Cống rất là đông nha. Bà con mình mua bông về trưng ngày Tết nè, rồi trái cây, rồi một số đồ gia dụng để cho ngày Tết sung túc, đầy đủ. Đó. Nên hôm nay là còn cái Tết, cái chợ, cái ngày 29 và còn ngày mai ngày 30 nữa là coi như là bà con mình mùng 1 là ở nhà cúng ha, rồi đi cúng chùa, đi chơi xuân, đi chợ xuân. Nên là ngày hôm nay là coi như là đông, và ngày mai nữa, còn ngày mai ngày 30 Tết nữa các bạn. Chủ yếu là hoa vạn thọ. Ở đây không thấy có cúc mâm xôi ha. Nói chung cúc mâm xôi thì giá nó cũng cao hơn vạn thọ nhiều. Cặp vậy nhiêu vậy chị? Cặp này nhiêu? 50 à. Cặp này có 50 các bạn, bông này nè, to hết biết to luôn rồi. Cặp gì 50 nè, bông to 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 to. Cao. Bông nữ chưa xuất. Quá chừng cái chậu này bông nó to coi nè. Đó, biết ha. Cái chậu này bông bự. Ôi bông bự coi nè. Này cặp 50 cũng rẻ các bạn ơi. Trời ơi công mà trồng một chậu gì. 2 tháng mấy trời á. Cái chậu hết biết bự luôn. Cặp này chắc trăm quá. Cặp bự này chắc 70-80%. Cái cặp bự này nhiêu em? 250 này 250 cặp. Quá trời nhiều bông luôn. Bự quá chừng luôn. Đâu rồi chị Hà, đâu rồi? Trong lòng chợ bà con mình đang ăn sáng rất là đông nha. Sáng nay 29 Tết tại lòng chợ Vàng Cống nè. Bà con mình đi chợ rất là đông luôn. Góc nào cũng đông bà con mình đi chợ Tết hết nha các bạn. Đó. Rất là đông luôn. Đây là phía dưới là chợ nông sản nha các bạn, sát với kênh sáng Lấp Vò luôn.
thì ở dưới mé sông cũng có một số bà con mình bán bông nữa các bạn, và trái cây đó. Chợ nông sản thì thịt và cá, tôm, thủy hải sản nha. Hôm nay 29 Tết rất là đông nha. Đây là những chỗ mà bà con mình bán rẻ nha. Đó, người dài chục cúc, chục dặn thọ vậy đó các bạn. Và trái cây vườn để mua trưng ngày Tết, chủ yếu là bưởi, là đu đủ nè, rồi bắp nè, rồi quýt nè, mãng cầu nè, trưng mâm ngũ quả ngày Tết theo phong tục của người miền Nam nha. Dưa hấu, rồi đu đủ, bắp cao, rồi sung, mãng cầu, xoài đó. Này trước mặt là một cái bến đò đi qua Hòa An, chợ mới An Giang nha các bạn. Chợ Dòng Cống có hai cái bến đò đi qua xã Hòa An thuộc huyện Chợ Mới tỉnh An Giang, và chợ Dòng Cống là một trong những chợ thuộc xã nhưng mà rất là lớn các bạn, rất là lớn, bởi vì chợ Dòng Cống là có từ rất là lâu đời nha các bạn. Nhìn thấy chợ rất là lớn luôn, tuy là chợ ở xã Bình Thành nhưng mà cũng không thua chợ huyện nha các bạn. Diện tích rất là rộng lớn luôn, và phố xá cũng như bà con mình tập trung mua bán ở chợ Dòng Cống rất là đông các bạn, rất là đông đó. Đặc biệt là những ngày Tết này thì lại càng đông hơn nữa ha. Phía sau chợ thì bán bông cũng rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là bông ở nhà vườn trồng rồi đem ra bán các bạn, nên là thường là không có để vào trong chậu nha. Thì bông này về các bạn mua về để trưng trên bàn thờ trong nhà, nên là không có chậu. Còn phía trước là có chậu, chúng ta mua để trưng ở phía ngoài sân hoặc là trước cửa nhà. Còn phía sau này là chủ yếu là hoa của bà con mình trồng ở nhà rồi nhổ đem bán đó. Cũng rất là nhiều luôn các bạn, nhiều lắm, rất là nhiều luôn đó. Trước mặt là bến đò nha, cặp với sông sáng lấp vò các bạn. Mỗi người một bó bông trên tay ha, chủ yếu dạng thọ, cúc, rồi huệ. Mấy bên kia nữa kìa, cũng rất là nhiều bông luôn. Đặc xưởng nem bì pate chả lụa nha, bánh ít bánh tét ngày Tết các bạn đến chợ Dòng Cống là bán đầy đủ luôn nha, bánh mì nữa.
Đây, bánh mì pate chả lụa nổi tiếng của Như Ý tại chợ Vàm Cống nha các bạn. Đó, để ủng hộ nha. Nè, bì nè, nem nè, lạc xưởng nè, các loại luôn nha. Chả lụa nè. Bánh tét bánh ít luôn nè. Bánh tét là nhiêu đòn đi? 40-50 nha. Giờ còn chứ bộ. Rồi kế bên đây là bông cúc luôn và trái cây luôn nha. Quá đông các bạn ơi, hôm nay chợ hành chính Tết, chợ Vàm Cống rất là đông luôn. Chợ nông sản Vàm Cống. Để mé bên tay phải của chợ thì cũng bày bán bông ha, đây những cây mai, rồi các chậu cúc nhỏ, cúc bi. Và hai bên đầu chợ là có xe tải nhỏ chở quệ đỏ đến nha, một bó vậy đó là 80.000, rồi một chục thì có 50.000 các bạn, rẻ các bạn. 50 chục 50, chục 60 các bạn, tùy theo lớn nhỏ. Quệ đỏ nhiêu chục cân? Nhiêu chục? 50, 60. Quệ này đâu chở về với em? Ở đâu? Phong Hòa. À, cái này quệ này trồng ở Phong Hòa, La Vung, Đồng Tháp này nha các bạn. Đó, ở Phong Hòa. À, quê này là chồng ở Đà Lạt, nhưng mà em này là quê ở dưới Phong Hòa, La Dung, Đồng Tháp nha. À, đem đến đây bán, nhưng mà quê này thì chồng ở Đà Lạt các bạn. 50.000 à, 60.000 à. Quá rẻ các bạn, vận chuyển đường xá xa xôi ha, đến với Đồng Tháp của mình. Huệ Đà Lạt đã đến với Đồng Tháp nha. Đây là đến với Lấp Giò, La Dung đó, rồi Sa Đéc nữa các bạn. Giờ các loại hoa Đà Lạt thì cũng phủ khắp các vùng miền hết các bạn. Giá cũng rất là rẻ chứ không có mắc các bạn ơi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt các bạn. Gửi đến các bạn một số hình ảnh về chợ hoa Vàm Cống ngày 29 Tết nha. Đó. Còn phía trong lòng chợ là bán cà phê với là điểm tâm. Rất là nhiều thức ăn. Cơm, tấm, bún bì, bún thịt xào, bún cá, bún riêu, hủ tiếu, mì nuôi nha. Rất là nhiều các bạn đi chợ mua bông, mua trái cây rồi các bạn vào trong lòng chợ cà phê sáng rồi điểm tâm luôn nha, bán giá bình dân các bạn mà rất là ngon nha. Đó.